Sĩ Nguyên ở đây. Phượng Sô tuân mệnh. Bạn Sĩ Nguyên còn gọi bạn Thống, người huyện Tương Dương thuộc quận Nam Châu. Từ nhỏ thông minh như trong nhà phụng về nhiều người coi thường ai thấu ta đâu. Kết thân cùng Tư Mã Huy rồi được bạn Đức Công gọi là Phượng Sò. Mấy danh đoạn tích cho đến khi Chu Du qua đời ta mới xuất hiện trên đất Đông Ngô. Tư tội tôn quyền không nhận người tài, chỉ vì ta xúc phạm tăng lễ công cận. Ta cũng không cần phải chờ người cho công có mắt như mù này ra đánh trận. Rồi ta tự lầm lưu bị khi mà hắn cho ta thay quyền quyền lệnh lợi dương. Cảm phục nhân nghĩa ta quyết định phò trợ để được phong quân sư của Trung Lan Tướng. Theo lời pháp chính tiến vào Tây Xuyên, ta cũng khuyên chủ công nên giết Lưu Chương. Nhưng như nghĩa của ngài không cho phép ngài làm điều đó vì việc này quá đau thương. Sau khi Trương Tùng nội ân của ta bị Lưu Chương giết chết, bắt đầu trở mặt ta bèn đưa ba kế sách cho Lưu Bị lựa chọn để ngài suy nghĩ cân nhắc. Người chọn Trung Sách và dùng kế lưu binh rồi bắt giết Dương Hoài và Cao Bái, chiếm giữ Bạch Thị rồi tổ chức tấn công nhanh chóng chiếm luôn cả Bòi Thành. Chỉ vì hai chữ nhân nghĩa mà chúng không có cơ hội tiên đánh Lưu Chương, ta dùng thân mình làm lý do khi chúng tất cả mưa tên tại Gò Lạc Phượng. Mạnh Long Phượng Sò có một trong hai chắc chắn sẽ bình được thiên hạ, nhưng khi hai người cùng chúng chiến tiến thì ác mất một thưa bệ hạ. Ta dùng thân mình hy sinh lập nên đại nghiệp cho chúng không chiếm lấy Tây Xuyên. Phượng Sò đi lạc vào Gò Lạc Phượng, chủ ý ta muốn cùng chỉ là duyên. Mạnh Long Phượng Sò có một trong hai chắc chắn sẽ bình được thiên hạ, nhưng khi hai người cùng chúng chiến tiến thì ác mất một thưa bệ hạ. Ta dùng thân mình hy sinh lập nên đại nghiệp cho chúng không chiếm lấy Tây Xuyên. Phượng Sò đi lạc vào Gò Lạc Phượng, chủ ý ta muốn cùng chỉ là duyên. Tướng hỗ trợ nên chọn Quy Lộc Đường Mít là nơi mà ta xuất hiện. Quân sư tài giỏi sánh ngang Mạnh Long trụ cột nước Thục ở trên chiến tuyến. Phượng Sò tung cánh thiêu cháy đối phương, sát thương tính ra là vô kể. Phượng Sò biến không cho khả năng thi triển ngay trước mặt ta, sao dám vô lễ. Xích hỏa phân ràng buộc ngươi lại, không cho cơ hội có thể di chuyển. Phân thiên hỏa của trụ mà ta đặt xuống chỉ trong chốc lát ngươi sẽ tan biến. Dung mạo xấu xí nhưng ta tinh thông trận pháp, làm sao sánh kịp. Tư Mã Ý hay là Ngọa Long cũng có thể so bị so tài, dù khi có dẹp. Khi truyền tống hoa cùng đã phát sáng, đặt phân thiên hỏa phá trụ cấp tốc, thêm cả tàu mới thì tập bát trụ ta sẽ phá nhanh chỉ trong thoáng chốc. Phá biến ngươi thành chú lợn con và Phượng Sò biến ngươi thêm lần nữa. Màu khắc mã là điều hiển nhiên, chứ ta đây hóa thân ngọn lửa. Hy sinh bản thân lập nên đại nghiệp, Tây Xuyên có đồ chỉ trong tầm tay. Một quân sư đợi lấy Tây Xuyên theo y chủ công thì chẳng phải đó là kế hay. Hy sinh bản thân lập nên đại nghiệp, Tây Xuyên có đồ chỉ trong tầm tay. Mũ sư đợi lấy Tây Xuyên theo y chủ công thì chẳng phải đó là kế hay. Phượng Sò có một trong hai chắc chắn sẽ bình được thiên hạ, nhưng khi hai người cùng chúng chiến tiến thì ác mất một thưa bệ hạ. Ta dùng thân mình hy sinh lập nên đại nghiệp cho chúng công chiếm lấy Tây Xuyên. Phượng Sò đi lạc vào Gò Lạc Phượng, chủ ý ta muốn cùng chỉ là duyên. Mạnh Long Phượng Sò có một trong hai chắc chắn sẽ bình được thiên hạ, nhưng khi hai người cùng chúng chiến tiến thì ác mất một thưa bệ hạ. Ta dùng thân mình hy sinh lập nên đại nghiệp cho chúng công chiếm lấy Tây Xuyên. Phượng Sò đi lạc vào Gò Lạc Phượng, chủ ý ta muốn cùng chỉ là duyên. Phượng Sò tuân mệnh.